Sườn bò đậu cái chuyện này trong mưa cái này nguyên liệu gồm có cái gì mua ba rọi bò lấy gạo bỏ vô xong rồi bỏ tí xả cho nó khử cái mùi bò. Không có hành tiêu tỏi gì hả? Có hành, không ăn gì hả? Chị ăn mì út chưa? Có bị đúng á. Để tôi thánh nhà một cộng thôi. Thôi má chị nói dùm gái. Múc ít rồi nha, cho nó nguội ăn xong lại múc nữa nha con. Nha con. Ngày đó ăn rau được rồi bỏ ít rau vô. Con thấy thịt đó mà thịt mẹ quay phim thôi cứng lắm. Thời dài. Cô cho ăn one slot. One slot chứ phải one shot. Dạ. Yeah. Với lại đầu má. Có gì ăn mấy đi rồi. Là hỏi không có. Tôi được 50 ngàn không? Ăn tôi là vô là giải cảm luôn. Quá tốt. Ủa có thêm trứng không? Trứng chút thôi, muốn ăn thì tự đọc làm để riêng hả? Gái nó mặn nó okay, có con. Ok, thôi bây giờ mình phải thử miếng này, cái gì mình làm thêm cái trứng sao nha. Sao tôi cháo 15 ngàn á. Thử miếng nè. Thơm. Nhưng mà cho thêm miếng mắm. Ừ, thấy vừa rồi mà. Đây chắc nó vừa. Nếm rồi ăn cho nó. Không, mỗi người bỏ thôi, cũng như để tôi làm thôi. Vừa. Ăn mà theo kiểu ăn theo kiểu miền Tây á, nó phải lấy thêm một miếng bún nữa. Đó, rồi để hương cháo. Rồi trộn lên thêm chén, cho thêm miếng ớt nữa. Không liên quan luôn. Trong khi đó là mình đây nó lấy thêm một đồ nữa. Thêm chén nữa không? Ăn phở mỡ nha, đợi tí nha. Chế dành cho. Thử cháo miền Tây này coi. Cháo mỡ miền Tây. Này của chị. Sao lại uống em? Nhìn lại. Ủa nó sẵn rồi, miếng hai chứ. Mưa xong ăn cái này lắm. Đúng là thêm mấy miếng gừng ha. Gừng nữa. Cái này là cái cháo bò. Rồi chấm thêm cái mắm. Cái này ăn chung. Bỏ dây dai mềm. Không, con cháo miền Tây không? Giờ phải chơi thêm thử cái trứng đó rồi nó đang kiểu của người Sài Gòn rồi. À. Ừ.
chiên. Cái này chắc để dừng 1 phút rưỡi là nó chín thôi. Ok, chờ. Được mấy chén rồi? 2 chén rồi, ngon quá. Ngon hả? Ăn vô thấy nó vị sao? Vị của mùi bò. Không có giống như là lần trước không? Lần trước mình ăn cháo hào á. Không, nhiều lắm bố. Cũng hơi khác. Khác thì vị này nó sao? Vị này nó thơm mùi bò. Lần trước nó chỉ ngon mùi hào thôi. Ăn mấy chén thì sao? Chắc cỡ 4 chén. Có vậy hả? Thôi có định em ăn thêm trứng không? Có, ngon không? Ok. Múc cho cái con em tô thứ hai. Có đặc biệt luôn hả? Tô thứ hai nha con em. Em ăn hết rồi, con em phải múc nữa đi con em. Không có trứng hả? Trứng hả? Đây, đưa con em đi, mày múc trứng nha nè. Con tự làm hả? Ok. Rau đi, hồi nãy nói ăn rau rồi đó thì ăn rau đi Ấn Độ. Ấn Độ ăn rau đi Ấn Độ. Ấn Độ chờ trứng kìa. Đi ăn không hết. Rồi thôi về chén thứ hai. Dạ. Ăn trứng nè, bò. Rồi, cứ xem chén thứ hai bà này bà bán cái gì. Ui, trứng ngon bay. Ủa nhưng mà nó chín quá rồi. Bò mà ăn cái gì? Ăn quất hết luôn, hết một tô luôn. Ui đảo quá mọi người ơi. Không được nhiều nữa ha. Trứng thì nó chín quá rồi. Chén thứ hai là có trứng ấp là. Rồi thử coi. Rồi bây giờ thêm cái trứng nữa cho. Ấn Độ rồi ăn trứng. Ok rồi, chờ chút. Bây giờ bắt đầu thử tới cái trứng nè. Bây giờ chưa có ăn trứng, bây giờ thử cái trứng. Trứng này giống như là cơm sườn luôn á, ấp la luôn à. Ngon. Còn trứng này gọi là well done, là chín quá. Thấy không? Bình thường là ăn cháo rồi thì ăn tô đầu tiên với ít rau, ít bò, xong sau đó thử thêm tô với lại cái trứng đặc biệt là được rồi. Quá ngon. Giải cảm tốt luôn. Sau khi đó giờ cái trứng đây. Trứng của Bình đúng không? Perfect. Ở trong là đảm bảo là đảm bảo. Nó sẽ không đào. Trứng nhà ta luôn á. Nóng rồi. Bò thêm một cục thịt nữa. Ủa. Nghe đủ calo rồi đúng không? Nè lấy cái muỗng vớt lên coi cái trứng này, vớt cái trứng lên coi. Tê tê tê. Tròn đen luôn. Tròn quê luôn mọi người ơi. Ngon quá. Nó vừa hồng hồng giống. Không biết như được anh ta. Mẹ mà làm trứng con bể là con ăn 2 trứng á. Không ăn là nghỉ. Wow, có trứng rồi. Bên kia cũng có luôn. Hai cái vậy mà khác nhau hả? Rồi bây giờ thường thường hay ăn trứng ăn sao ta? Một cái tút cả con. Không bỏ bị lừa. Một. Đang đang bảo mà ăn chết luôn á. Giờ pin. Giờ là đếm à. Một. Đang lọc trắng luôn. Hai. Ba. Nó dày quá lọc trắng gì quá. Le lưỡi liếm trước. Nóng quá. Ăn trước thì nó thắng. Người ăn trước thì hạng nhất, bạn sao thì cũng được hạng nhì. Ai ăn trước là được một cái liếm trước. Ngon không? Ngon thiệt. Đây nấu món này hết ngân sách hết nhiêu tiền trong cái mùa khó không ăn. Mua kiếm thật về đơn giản ha, chỉ cần có bò, sả, gừng, tiêu, trứng, hành là xong nồi cháo thôi. Bò ngon lắm mọi người. Ngon không? Ngon. Phải không gái? Chưa ăn 3 tô, tô thứ 3 mà chưa ăn.